Nếu mà không có nhận, nếu mà không có cái tháng nhận hồi tháng tháng mấy của năm nay đó, là hiện tại bữa nay là hình như cũng mùng 5 hay mùng 6 Tết rồi bà con, có nghĩa là cũng qua con mẹ nó Tết rồi, còn nhỏ còn trong Tết còn u rồi, rồi bây giờ lớn lên nó già râu ria tóc bạc phơ chứ gặp Tết sợ rất là sợ, nhưng mà sợ làm gì, sợ cái tháng này một hai tháng này đâu là ới bành xác. Vậy bà con thấy vậy, tôi quê vậy đó, nhà vậy đó, nhưng mà tôi không đúng, tôi không đúng tiền, ngày có 10 ngàn 20 ngàn cũng đến nữa, còn tội nghiệp anh chị em. Tôi thấy lên mạng nó quá trời than ông nội mặt bằng tháng 5 10 dít không. Nhưng mà đó hành tình hình chung á, anh chúng ta ấy đi. Cuộc đời mà đâu có gì mà nó bằng phẳng, mẹ bà bằng phẳng chỉ có trong phim thôi. Cổ tích đó, với đạo diễn nó kêu làm sao phải như vậy. Còn bây giờ chúng ta đang coi màn hình ở đây, chúng ta phải chấp nhận ở đây, có nghĩa chúng ta đang xem clip tóc á, nhờ vấn đề tóc nè. Chúc bà con một ngày đầu tuần. Thứ hai. Thiệt lễ vậy không? Thôi nói thôi. Ê không ấy gì cũng làm ha. Rồi vô vấn đề chính nè. Cũng lâu rồi mình không có up cái tóc phầy nào hết trơn á. Hôm nay có dịp nè, cũng như cái tóc phầy hôm nay nó có cái nhiều cái hay lắm nè. Nó nhỏ nghe nè, nhiều cái hay trong cái clip này á. Nó nhỏ thôi nghe, đừng nói ai nghe. Có nhiều cái rất là hay. Mình biết gì hay mình chia sẻ lên, anh chị em hay bà con nào coi được thì mình cứ áp dụng, nếu không thì mình chơi. Cũng như là một cái chương trình quảng cáo gì đó gọi là, cái mình xem như vui thôi ha. Thì mình nói sơ là như thế này, phay có rất nhiều cách. Thì trước giờ đó, mình đã qua ít năm đó, mình đã một cách mình xài là mấy năm nay rồi. 4-5 năm nay rồi. Bây giờ cũng là cái cách đó, nhưng mà nó có gì nó hơi cái khác một tí, có thể đối với mình là nó mới, không phải mới mà cũng áp dụng cũng bữa giờ lâu rồi, rồi mình không có thời gian hay là ấy đó. Hôm nay mình nói chi tiết trong clip này ha. Bà con nào mà phay mình thấy trên mạng đó, phay nói chung bây giờ vẫn còn đâu đó không ít những anh chị em mà phay nó không có hiệu ứng, giả là nó hiệu ứng nó xíu không đẹp. Rồi hôm nay muốn bí quyết hay là bí kiền hay là nghe bí đao bí gỡ gì đó thì nhớ đăng ký kênh nè bà con, nhớ xem chùa và tội nghiệp tôi rồi nha. Chứ mình chỉ cần nhấn cái nút đăng ký thôi, chúng ta không cần chia sẻ nó nhiều được rồi. Rồi bắt đầu mình vô cách thức thực tế nha. Một lần nữa thôi không dám chút nữa, mẹ bà bị chữ rồi. Đó cái tóc các bạn thấy nè. Đó cái mình sẽ quan sát ha. Cái nó có nghĩa là cái này đa phần anh chị em á nhìn vô đây, thôi nói tới đây, cái đầu này thấy gì chứ nó khó lắm mà con. Nó ở cái chỗ cái tay mình gờ đó, có cái cục đó đó, cái chỗ đó là cái xương đầu của thằng em này á, là nó nhô ra trên đó ha. Nếu mình cắt không khéo á là nó nhô vô lắm luôn á, nó đã nhô rồi mà nhô luôn. Còn bây giờ mình sẽ lấy cái nhô đó mình vọng vô cái nhô nữa thì nó sẽ ra cái gì, nó sẽ ra cái xô, chắc chắn nó sẽ ra cái xô. Đó mình quan sát trước, nó thấy không, nó bắt đầu từ đó là cái xương của con em này nó vậy đó. Thì chi tiết như thế nào bắt đầu mình đi vô vấn đề đây. Gặp mấy cái tóc mà có cái mũi tàu nè, chỗ có bát đó thì chúng ta sẽ bấm như thế này, quay clip vậy thôi chứ mẹ bà ngày thường cắt bấm ngang không à, khỏi cạo cái like cái mũi tàu đó. Thì như thế này đa phần anh chị em người ta sẽ vô ta bấm ngang cái lượng này nè. Ta thấy cái tóc này cao chứ không khỏi. Mình nói cái hay trong cái clip này là chỗ này nè. Thì ai đã biết rồi thôi nha bà con, mình sorry ha. Còn ai chưa biết các bạn xem đi. Cái tóc này bấm thấp ùi luôn. Đó thấp ùi dưới luôn. Rồi chút để các bạn thấy ha. Đó là nội trong từ đó mà lên tới cái khớp ở trên là hiệu ứng đó. Rồi như thường lệ thì vẫn là cái ngàm 1.5. 1.5 mà nhân với 3 thì cứ là 4.5. Rồi chúng ta sẽ tạo cái khung. Khung nó có rồi chúng ta tạo hoàn chỉnh lại. Thì cái gì nói chung cái gì mà chúng ta biết rồi thì nó dễ, còn những mà ai mà chưa biết hay mới thì nó khó lắm, thấy gì. Tới lên trên mình đâu ấy nữa, tới lên trên các bạn chạy. Các bạn ủi tới đâu các bạn chặt cái lượt tới đó ha, cho nó ra một cái khung gần như là hoàn thành. Bỏ thời gian ít phút thôi. Rồi phay một chút các bạn kê lượt nhẹ hiệu à, thì có rất là nhẹ luôn.
Đó, chúng ta lưu ý tạo khung chúng ta phải có một cái đường cong và một cái đường ngang nhất định ha. Đây chúng ta lưu ý như thế này nè, có nghĩa tạo khung cũng vậy, không phải mà tạo khơ khơ đâu, có mà điều màu đó, như trong video mình thấy nó điều màu đó. Rồi quay qua nè, đó bạn thấy ha, nó gần như là tuyệt đối điều màu rồi, chứ không phải nó ấy. Đó, cái khung vẫn có cái khung mịn luôn, nó vẫn có bầu tròn vuông hay như thế nào đó, mình theo tầm mắt thôi, chứ góc bên trái còn hơi sợ một tí, mà nó chút làm lỡ mẹ gì đâu sợ. Cái cách phay của mình trước giờ các bạn theo dõi mấy năm nay các bạn biết, mình rút ngắn là ở này nó rất là nhanh, đóng lưỡi hết. Thì bây giờ từ cái phần bấm khung cho tới cái phần mà tạo khung bên trên, các bạn thấy nó xa không, nó giãn không? Thì bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ đi cái bước á, mỗi một bước giả sử trước giờ mình đi một đống tao, bây giờ mình giãn ra 1.5 lóng bị ở 2 lóng, mình chỉ thí dụ vậy thôi, là từ cái mức bấm khung tới cái mí lượt đó, các bạn chia ra để coi, một bước nó có 2 bước rồi, với 1 bước phá 1.5 nữa là coi như nó 3 bước đi, thì hiệu ứng nó sẽ kéo ra. Rồi mình làm mà mình thí dụ nè, đó không, từ đó bắt đầu số 1 các bạn có thể đi tới cái mí lượt, cái mí tạo khung ban đầu, hoặc giả chúng ta đi chừa lơ một phần nhỏ thôi, tại vì cái mí này là chút xíu lượt chúng ta cây rất là ít luôn, làm nó là nó ra cái một cái hoàn chỉnh luôn, cái đó mình giả dụ thôi. Đó, có đây là có cái 1.5 nguyên cái khung đó, là gần tới rồi, nó lượt chút xíu, gà nhẹ chút xíu vậy đó. Rồi mình nói lần nữa, cái đó mình giả dụ thôi, rồi anh chị em coi các bạn nhớ chú ý ha. Nói vậy thì chúng ta đi tất cả các bước, các bạn lưu ý nhớ 2 từ thôi, điều màu, điều màu, điều màu, điều màu, điều màu, điều màu, chứ không phải đầu màu nha, đừng nhầm lẫn. Đó, điều màu là sao? Đó, cái màu nó đều vậy đó, nó không có trắng đen. Đây chúng ta coi lần nữa nè. Giả sử mình đi lên lóng tay thì cứ đi vòng theo cũng làng lóng tay. Nè các bạn thấy xích bon không? Để một chút mình phá nó dễ ồm không? Là bắt buộc phải điều tay. Rồi tới bước mới nãy nè thì bước thông dụng nè. Bên cái kết của mình nó dễ một cái là không có cái nào mà gọi là mở lưỡi. Mở lưỡi đó là trường hợp lặt vặt thôi. Tất cả đóng hết. Nhớ phầy lên các bạn là hất cái tông ra nha, đừng có chuối vô quá, chuối vô quá ăn hồi nó mất thời gian, mình mất công mình sửa chứ không có cái gì, nó không có hư. Đó, chúng ta bước số 1 đi gần tới cái mí lượt rồi đó, ý tới cái ngầm 1.5 đó. Đó, hất ra, lên đó đâu ăn đâu. Rồi thì cứ thế đó, mình cứ điều màu nha, điều màu, nhắc lại lần nữa, điều màu, không có gì dễ ăn đâu mà con, làm găng cái tóc rồi cũng như là một cái, bây giờ các bạn tưởng tượng như một cái khúc gỗ mà, nhưng mà làm ra một cây cơ hay một cái gì nó ra nhiều công đoạn lắm, chứ đâu phải tóc đưa vô làm là không được, bây giờ đưa nhóc mình không được nữa. Đôi khi mà chúng ta làm mà có cái sự mà kỹ lưỡng tí đi thì mình cưng khách hàng đi. Rồi tới bước này, đó các bạn có thấy cái ngàm lưỡi 6X ha, là 6 số 0 đó, mình kêu 6X đó. Rồi lắp cái ngàm 1.5, rồi quất. Thì quất cái này xong các bạn thấy cái phay xong mẹ. 3 nè, đây là số 3. Từ đây xuống như này, bỏ cái này, mấy cái này bỏ đi. Là số 1. Thì đúng không, mình muốn kết nối thằng 1 này với thằng 3 này phải có anh 2 đúng không? Thằng Út với thứ 3 nhậu phải có thằng 2 vô, đó, đấy. Mình phá sao mà nó mình nó đây nó đều hết nè, phá sao đây lên đây cho nó liền như này đây. Nếu về cái ấy ra cái ra cái ra mình coi rồi mình kiểm soát rồi, đó vậy thì chúng ta cứ đều tay, chúng ta nhặt lớt 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 nếu các bạn nhớ đó, phay 2-3 cái nhủi 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 cái lấy tông ra nhìn coi chỗ nào nó sát chưa, chỗ nó đều chưa, nó còn như cái chỗ đen mà thấy là cái hõm thì chúng ta nghiêng cái mũi ha, còn nếu để nguyên bàn thì nó ăn hai bên, nó đâu có ăn ở chỗ cái hõm giữa đó đâu,
nó mình thấy nói chung là biết rồi, cái gì nó cũng giản đơn chứ. Nó các bạn thấy tạm thời là nó điều màu cho đó rồi đó. Cái này là quên rồi chứ mỗi bữa mình làm mình ấy tới đâu mình làm tới đó, này lo nhập tâm hay là gái gú gì đó mẹ bà, cái quên cái bước phá ngắn đầu tiên này thì chúng ta đảo là chúng ta phá thôi chứ không có cái gì. Thì phá này chúng ta dùng những cái cây chắn lai hay này nè, mấy cây này để dành phá thôi, bấm chắn lai không ăn uống gì đâu, nó phá im lắm á. Còn mấy sao ít phá đây các bạn thấy, mình giả dụ một phần các bạn thấy không, nó liền múp rồi đó, nó còn gì nữa đâu. Ừ thì tới bên đây nó cũng vậy, nó thì vậy đó. Rồi chúng ta cứ điều tay có một, có hai ba bước hả, bước cho bóng khung, bước cạo khô bỏ đi, hai bước đó mình không tính rồi, có ba bước xong rồi, bước lượt nữa, bước thứ tư. Nó anh chị em nào mà có nghĩa là đầu óc hay quên trước quên sau đó, ai thiếu nợ mình thì mình nhớ dù chỉ 200 đồng, còn mình thiếu người ta 2 tỷ thì mình quên, nó vậy đó. Thì dành cho những anh chị em nào mà mau quên đó ha, là cách này là không cần phải đóng mở cái gì chứ. Nó đóng cái một cái rồi, nhưng mà trong đó thì nó có vài cái phát sinh ha, thỉnh thoảng thôi. Thì phát sinh nó như thế nào đây, một chút xíu mình sẽ coi tới nè. Đó ok không, chứ tôi thấy nó ok rồi đó. Đây tới cái phát sinh này chúng ta sẽ sử dụng thế này. Nó nãy giờ chúng ta phá các bạn thấy màu như là quá ok rồi, nhưng mà vẫn còn lặt vặt vậy đó. Chúng ta sẽ sử dụng cái tông đơ thường ha. Nếu không mà không quen các bạn mở lưỡi ra một tí đi, vẫn là lắp cái 1.5 ý cái cửa nữa ha. Đó còn cái gì đó, chúng ta có hai cách để chúng ta nhặt. Tại vì lên trên này các bạn đừng có sử dụng 6x nha, điều tay 6x được, không điều tay các bạn như thế này nè. Rồi còn không các bạn đóng lại luôn. Tại cái lưỡi thường này tất nhiên á, ít nhiều á nó cũng phải dày hơn thằng 6x rồi. Lên trên là nó khác rồi. Thì cái thứ nhất á, thì sẽ như thế này. Còn cái thứ hai chúng ta sẽ dùng kéo tỉa mà anh em hay gọi là nhặt sạn đó. Thì các bạn coi chỗ nào đen chỗ gì đó, ngồi đi. Ờ mỏi lưng quá, cái chỗ này đen, ờ đó xí thôi, xí xíu thôi. Ờ còn mấy không mấy lượt thì như thế này đó. Rồi mình thấy ha, nó nói chung là mình điều tay đi nó được hả. Nhìn qua cái góc màn hình thì các bạn thấy này, mình bấm cái khung mị dạng ở dưới chân đốc, các bạn thấy cái hiệu ứng nó nhìn nó biết đã không. Chứ tôi thấy biết đã thiệt á. Còn bà con không biết là có đã hay không, các bạn cứ nhận xét đi. Rồi thì mình nói nãy giờ đây tới cái lượt nè, cái lượt mình cây nhẹ lắm, nhẹ hiệu à. Nhưng mà tại vì cái tính chất mình làm clip mình chia sẻ nên mình làm nó chậm lại, chứ không phải mình lấy muốn lửa muốn khói ha, xẹt xẹt chạch chạch ha, không có chạch chạch về mảng khác nữa rồi. Thì tùy theo cái tóc, chứ không phải cái tóc nào chúng ta cũng đánh bấm cái khung lúc rồi chúng ta phay như thế này ha. Tùy nha bà con. Thì ở bên nước ngoài mình cái này nói chung ở Việt Nam mình cũng học hỏi ở bên kia đại dương thôi. Thì cái nguyên bản người ta hay sao thì mình cứ nắm căn bản mình làm nó nguyên bản đi, xong một thời gian các bạn đi tới một cái góc độ nào đó thì chúng ta sẽ sáng chế lại. Ở giả sử như thằng mít phay đi, công thức nó như vậy nhưng mà có thể mình giãn ra một tí, nó có thể nó đẹp hơn, đâu có gì đâu có la đâu, đâu có ai bắt buộc mình đâu. Nó còn phần lượt các bạn thấy, nói là quay lại vấn đề nè các bạn thấy không, nó lượt mình sơ ngang nữa thôi, sơ nhẹ thôi. Tại vì vốn dĩ ban đầu nó thẳng rồi, nhưng mà sau quá trình nãy giờ mình phay đó thì tất nhiên nó cũng phải có dư thiếu rồi. Đó. Nhẹ nhàng như cung đàn siêu hot đó. Vậy thì chúng ta cứ đi dài tới ha. Ở phía sau các bạn thấy khung phía sau mình vẫn bắn lút lên trên luôn, bằng lên nữa vẫn được nha bà con. Mà cũng như mình thấy nó vậy là nó có độ cong cong, nó cũng đẹp. Mà lên nữa không có xấu nha, lưu ý mình nói là lên nữa nó không có xấu. Ờ đó, cứ kiểm đi coi nào mà nó dư thừa đó chúng ta quất. Rồi nếu mà hãy đặt được cái góc độ này thì đi ăn mày ha, hứa luôn. Cái gai lược á, nó như là lính ruột vậy đó, nó như người máy là mình chỉ đâu đánh đó, không biết đúng sai chứ.
Thông đơ đó là cái nhiệm vụ của nó là quất thôi. Cho nên khi chúng ta đặt lỡ một nhịp lượt thì chúng ta sẽ có một cái cuộc cá cược đến từ những anh chị ở trên mặt trượt. Mà nếu mà thắng thì chúng ta đi phượt, còn nếu thua thì chúng ta xem như là thi trượt. Đó, bạn thấy không? Cái khung mình vẫn nắm, vẫn cong bình thường. Mình sẽ quay sơ cái góc như thế này. Đây, nhìn lần nữa các bạn thấy hiệu ứng đã ha. Mình thấy đã thiệt. Hiệu ứng nó nở ra, nó giãn ra. Cái ngộ lắm, cái phay này ngộ, nó chuyển màu các bạn. Nhầm khi các bạn nhìn các bạn thấy nó đen, không đều, các bạn quay nhẹ ngang cái thấy nó đều. Ôi, nó lãng tai vậy. Ôi, sao có nhiều chuyện lãng dữ ta. Ờ, nói gì nó nói gì trong đó vậy? À, ý nó nói là thẳng lên đấy ha. Ờ, ok, thẳng lên thôi, có gì đâu. Vậy đó. Đo lường. Ok. Hết sức nãy bà trợn. Cái máy này đáng lý là bấm ngắn nữa đẹp, nhưng mà thằng em này nó không chịu, nó nói thôi ấy chút xíu thôi, thôi ấy chút xíu thôi, nó mới nói rõ ràng không. Cái phần bấm máy này cũng vậy, cái này nó còn đỡ đỡ, nhầm cái bấm sát các bạn thấy để ý, nhưng mà chút mình sẽ nói thêm nè. Bây giờ hiện tại mình thấy nè, cái khung với là cái máy nó liền rồi đúng không? Nó như khi mình bấm vô nó phát, nó phát sinh ra một cái vấn đề khác ha. Nó như cái thằng em nó yêu cầu là mình bấm cho nó bằng điều điều ngọn là được rồi, chút xíu thôi, không cần nhiều. Rồi chúng ta lưu ý phần này ha. Đó, nhìn góc độ này chưa thấy phải không? Quay sát sát cho coi. Đó, khi chúng ta bấm vậy cái ngay chân cái chỗ cái góc vuông đó đó, các bạn thấy nó dừng chút xíu tóc liền. Tại vì cái máy giữa cái phần máy cái góc vuông đó đó, dưới góc vuông đảo vô cái phần thành đó là nó dư ra một chút, mà mình ủi nhẹ lại ha là cho nó liền mấp luôn á nha. Đó, các bạn có thể không thấy, nhưng mà nếu ở ngoài các bạn thấy trực tiếp nó dễ hơn. Nó mô hi hay mô gì thôi, cắt gọn gọn đi. Cái phần này nhớ các bạn bấm máy, bấm cái lai tráng này nè, đừng đó nhướng lên, đừng có nhướng, đừng cho khách nhướng đó không. Mà thí dụ là đa phần nó nhướng lên thì cái sợi tóc sẽ nhích lên. Rồi chúng ta sơ ý chúng ta bấm hồi đi. Rồi là hai thằng là chích luôn á, hai thằng đi chích luôn á. Tôi nói thiệt. Nhớ nhắm mắt chân lại. Dễ đúng không? Trời, nó có gì đâu khó. Có nghĩa mình không nói riêng những cái phay, mà mình nói về cái tất cả các tóc đó, thì chúng ta quan trọng chúng ta cái tay thôi, nhiễm thôi. Chúng ta làm cho nó đều ha. Muốn vậy thì bữa nay sao da đen dữ ta. Ủa đó giờ mẹ bà có trắng nào không đen? Ở nhà tôi nghèo, dầm mưa dễ nắng. À, cha mẹ tôi sinh ra nên tôi đen. Cái câu sao quên rồi, tức thiệt. Thôi, nói vậy thôi. Thì cái gì đó trong clip mình đã hết nói rồi. Rồi sau đây mình đi xem cái sản phẩm cuối cùng. Tóc này khột, còn vuốt lên đó thì bà con tự hiểu ha. Thì những cái gì mà thông tin liên quan đến mình, số điện thoại, Zalo, Facebook hay là địa chỉ nhà, địa chỉ tiệm hay Google Map, các bạn lên các bạn Google Map, các bạn gõ là Tấn Khôi Ba Bờ hay Tấn Khôi Cắt Tóc gì đó, mình có để cái link ở bên trong phần mô tả. Rồi thắc mắc hay là góp ý gì bà con cứ để lại cái comment hay nhận xét bên dưới video ha. Một lần nữa cảm ơn bà con Sài Gòn đã xem hết clip này. Thì những cái gì mà mới mẻ hay là gì khó khăn đó, các bạn cứ để lại comment đây, rồi mình có dịp đó mình sẽ gom lại rồi mình sẽ làm một clip ha. Nhớ đăng ký giúp mình một lượt đăng ký nha. Bây giờ xin chào và